Bây giờ tôi nhắn gửi cho con mày sắp trả báo rồi nha. Mày sắp vô tù rồi, mày đừng có ơ ác quá. Có không? Mày đừng có ơ ác, mày đừng có tham gian quá. Chú Vũ Linh á trả nợ cho mày á từ hồi nào tới bây giờ mấy chục năm nay rồi. Năm căn nhà, một năm một vàng lượng vàng, ha, được cái nhà từ đường của thằng của chúng tôi rồi với thằng Mỹ cũng bay luôn. Ha, mày chưa vừa lòng. Mày chưa vừa lòng sao mà mày còn tham? Mày còn có bây giờ chú Vũ Linh chết rồi để tài sản lại cho con ta, con ruột của người ta chứ không phải là con nuôi. Không, mà con ruột đó không phải là con nuôi, mình ta giấy tờ hộ khẩu giấy cái này kia sang tên là đủ để tài hết cho rồi. Mày làm gì rồi đòi rồi chia nhà chia cùng què của ta chứ kia xong trả báo cái này phía trước á. Một thầy là giờ hắn hỏi là mình mới mốt mình tòa xử này kia mình dọn đồ ra hết rồi mày hắn là ở tù á, ở tù á chết tới trong tù luôn không có ngày ra đâu. Tôi nói thiệt cái này luôn á. Và mất bữa 26 tháng 10 đó. Không, mày dọn đồ ra hết, mày làm gì mày ngon lắm, ra cái cửa nhà cái mày nhảy cái cờ đó là cái